Kính thưa quý vị, Ái Nhĩ Lan bắt giữ 2 triệu điếu thuốc lá lậu đến từ Việt Nam, tính từ Ái Nhĩ Lan. Theo The Journal, 2 triệu điếu thuốc lá trị giá hơn 1 triệu euro đã bị thu giữ tại bến cảng Dublin ở Ái Nhĩ Lan. Lô thuốc lá nhập lậu này mang nhãn hiệu Jim, được mô tả như những kiện gỗ. Tất cả các số hàng này đến từ Việt Nam nhập vào đến Dublin qua Rotterdam, Hà Lan. Các sĩ quan hải quan Ái Nhĩ Lan bắt giữ được số hàng lậu trên do được thông tin tình báo dẫn đến cuộc kiểm tra một container có chứa số hàng lậu trên. Nhân viên hải quan sau đó theo dõi lục soát một số cơ sở kinh doanh tại Cork và có thể sẽ có những khởi tố. Quan thuế Ái Nhĩ Lan cho biết, hàng năm nước này bị thất thu về thuế thuốc lá là khoảng 900.000 euro. Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch của cơ quan thuế nhắm vào hàng nhập cảng bất hợp pháp và thuốc lá lậu. Các chuyên viên nói rằng, giới buôn lậu thích nhắm đến Ái Nhĩ Lan hơn Anh Quốc vì an ninh bến cảng nước này ít chặt chẽ và việc xử phạt tội buôn lậu cũng tương đối nhẹ hơn các nước khác.